Hãy giới thiệu về mình đi em. Em là Phương, được mọi người biết đến là mẹ bỉm Gen Z nhảy cực sung trên mạng xã hội. Wow. Và cuối cùng là Minh Phương. Đã đến với mình từ rất là lâu rồi, từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên thì khoảng 2 năm đổ lại đây, kể từ ngày mình sinh em bé, thì mình đã phải tạm gác niềm đam mê sang một bên để dành thời gian chăm sóc cho con. Và nhảy đi nhại chi có lẽ là sân khấu đầu tiên sau 2 năm vắng bóng của mình. Mình cũng không biết là mình có thể làm tốt được đến đâu. Thế nhưng mình chắc chắn một điều là cô gái 20 tuổi đầy hoài bão và đam mê năm ấy sẽ quay trở lại và giúp cho mình tỏa sáng. Bạn có muốn được tự do tài chính với thị trường chứng khoán, một kênh đầu tư hấp dẫn? Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay chỉ với 500.000 đồng. Với 3 phút đăng ký để có ngay tài khoản giao dịch tại Kiss Việt Nam. Kiss Việt Nam có công ty mẹ là tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Phí giao dịch lãi suất hấp dẫn, đội ngũ tư vấn tận tình. Chứng khoán Kiss, two friend cùng bạn đầu tư thành công. Chút lớp thanh y khoác lên thân ngọc chiếc chiến bào, đằng đông gió giông ngút ngàn, đoạn trường vang thấu tận trời cao. Tiếp bước ta đi, biết rằng sẽ không thể trở lại. Giọt lệ tuôn rơi.